Mình là Long, nhân viên chăm sóc khách hàng của Colorbook, đã từng xuất hiện ở video lần trước thì lần này mình quay lại xin giới thiệu mọi người một sản phẩm mới và hoàn toàn mới đi. Đây là bộ album da xanh Sapphire được in hình trực tiếp. Chất liệu da xanh kết hợp với công nghệ in kỹ thuật số mới nhất lần đầu tiên được áp dụng trên photobook. Hình ảnh cũng như là chữ được in trên cả bìa và hộp. Hình ảnh thì rất là sắc nét nha. Và đặc biệt thì nó sẽ không có phai màu. Rất phù hợp với những cái style vintage hoặc là những kiểu ảnh như là double exposure. Thì cái việc kết hợp giữa hình ảnh của khách hàng và logo của studio sẽ giúp cho việc mình quảng bá thương hiệu một cách độc đáo hơn. Thì hiện tại sản phẩm của mình đã có mặt tại địa chỉ 152/30 Thành Thái. Thì mọi người có thể ghé qua và trải nghiệm. Thì xin chào mọi người.